Rồi, chào các em, hôm nay chúng ta học về một số gọi là các liên từ trong mục đích giúp các em viết văn cho nó hay, cho nó giỏi. Đó, tiếng Đức gọi là Bindungswörter, là những liên từ. Đó là những cái gì thì các em sẽ được biết sau đây. Trong tiếng Đức Bindungswörter, rồi đọc là Bindungswörter. Bindungswörter nó gồm có chữ A, B. Chữ A, B. Đúng không? Chữ A, B. Chữ Den, Un, Rỗ, O được nhiều lắm. Nhưng đây chỉ là một vài cái gọi là tiêu biểu thôi. A, B đó thì được nghĩa là nhưng. Den có nghĩa là bởi vì. Un có nghĩa là và. Order tức là hoặc. Hay là zonen là trái lại. Tiếng Việt mình nó ít xài cái chữ zonen trái lại, nghe ít lắm, nhưng mà tiếng Đức thì lại rất là thường xuyên. Và khi mà người ta đọc một cái bài văn viết của các em đó, người ta đếm cho nó có bao nhiêu cái chữ a b, chữ den, chữ un, chữ order, chữ zonen thì họ biết là văn của em tốt hay giỏi. Còn những người mà chưa có giỏi về vấn đề liên từ như vậy đó, họ viết một câu, họ chấm một cái, viết câu chấm một cái, cái trình độ như vậy là coi như bình thường. Nhưng nếu viết theo kiểu mà là nối lại với nhau được thì lúc đó cái trình độ của mình nó cao hơn và cái bài của văn của mình nó cũng hay hơn. Lấy thí dụ: Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich, đúng không? Có nghĩa là sau một buổi tập thể thao, thì dù Udo rất là cảm thấy glücklich, tức là hạnh phúc hay là sung sướng. Aber nhưng Er ist auch ein bisschen müde, nó cũng hơi mệt. Nếu bây giờ các em bỏ chữ A bờ này đi, thì các em đọc là Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich. Er ist auch ein bisschen müde. Có dấu chấm rồi. Câu văn đúng, nhưng thực sự ra điểm không cao. Mà nếu mà thêm chữ A bờ vào đó, có nghĩa là nhưng. Tức là Nach dem Sport ist Udo sehr A bờ. Er ist auch ein bisschen müde. Thì các em để ý a bờ cái là cái câu văn nó hay ngay. Ich esse gern Gemüse, tức là loại gì, nó không phải là salad, nó loại rau rau xào, rau luộc gì đó. Un Obst tức là hoa quả. Ich esse gern Gemüse und Obst, thì người ta có chữ và ở đây. Tôi ăn rau và hoa quả. Tôi thích ăn rau và hoa quả. Cái chữ un này á, họ cũng đếm bao nhiêu chữ un mà các em có trong này. Ich esse gerne Gemüse und Obst. Hay là Ich möchte nach Deutschland oder in die USA reisen. Tức là tôi muốn đi du lịch nước Đức hay là nước Mỹ. Đó. Thì Ich möchte nach Deutschland oder in die USA reisen. Cái chữ order nó làm cho mình biết rằng là có hai lựa chọn. Tiếng Việt cũng vậy thôi, order nó là hay. Thì tiếng Đức cũng vậy. Er hat nichts pizza gegen, sondern spaghetti. Thấy chưa? Nó không có ăn pizza mà trái lại ăn spaghetti. Đó. Tức là dùng chữ trái lại. Er hat nichts pizza gegen, sondern spaghetti. Thì tiếng Việt là sao? Hắn không ăn pizza mà lại ăn spaghetti. Hay là trái, cái chữ zonen là tiếng Đức rất là xài thường xuyên, nhưng mà nếu mình dùng nó bằng chữ trái lại thì người Việt lại không xài. Tiếng Đức nó rất là nó bắt buộc phải nói er hat nichts pizza gegessen sondern spaghetti. Cái chữ zonen nghĩa là trái lại, nó bình thường, nhưng đối với tiếng Việt er hat nichts tức là hắn không ăn pizza mà ăn spaghetti. Như vậy hiểu đúng là trái lại, nhưng mà mình lại không nói ra, trong khi tiếng Đức bắt buộc phải nói ra. Cho nên er hat nichts pizza gegessen, sondern spaghetti. Cũng nếu mà nó cùng một subject với nhau thì mình bỏ bớt đi. Thế ví dụ như là Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich, đúng không? Aber er ist auch sehr müde. Cái chữ e này á là thay thế cho Udo, tức là Aber er ist auch ein bisschen müde, nó một tí mệt. Thì
vì nó cùng một xúc giác với nhau hay thì mình có thể bỏ bỏ được cái câu đó. Mình nói gì? Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich, aber auch ein bisschen müde. Tức là mình giảm được một cái câu đó. Tức là thay vì viết hai câu Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich, aber so ein bisschen müde, thì mình rút ngắn lại thành một câu Nach dem Sport ist Udo sehr glücklich, aber auch ein bisschen müde. Đó. Cái câu văn nó ngắn hơn và nó rõ ràng hơn. Đó. Và trình độ viết văn là nó nằm ở chỗ đó, mình phải biết sử dụng cái Bindervorter, cái Bindungswörter này để cho câu văn nó ngắn gọn và rõ ràng hơn. Ví dụ ich mag Eis, tôi thích ăn kem, und du magst Schokolade, và bạn thì lại thích Schokolade. Đó. Ich mag Eis, und du magst Schokolade. Cái chữ und này và. Đó. Cũng có thể aber cũng được. Ich mag Eis, aber du magst Schokolade. Khi mình dùng chữ und đó thì nó nhẹ hơn. Ich mag Eis und du magst Schokolade. Tức là tôi ăn kem thì bạn ăn Schokolade. Như nữa mình nói là mày chống lại tao nữa. Ich mag Eis, aber du magst Schokolade. Có nghĩa là mày chống lại tao, mày không ăn kem, ăn Eis. Thành ra mình nói Ich mag Eis und du magst Schokolade. Nó khác với Ich mag Eis, aber du magst Schokolade. Ich mag Eis und du Schokolade. Ở trong trường hợp này á, cái động từ max này nó tức là ăn uống á, thì nó giống nhau, thành ra mình có thể bỏ bớt được ich mag Eis und du magst Schokolade, thì mình nói ich mag Eis und du Schokolade, mình bỏ bớt chữ max đi, tại nó cùng một động từ với nhau. Nếu động từ khác thì lại khác, mà để hai cái giống nhau mình có thể bỏ bớt cũng được, cái đó nó vẫn cho phép. Er ist nicht nach Hause gegangen, sondern er ist in die Kneipe gegangen, có nghĩa là hắn ta không về nhà, trái lại hắn ta đi uống rượu. Kneipe là cái quán bia đó, ta gọi là Kneipe. Thì er ist nicht nach Hause gegangen, sondern er ist in die Kneipe gegangen. Thì mình thấy trong này có hai chữ e cùng là một nhân vật với nhau, cho nên mình có thể bỏ bớt được, tức là er ist nicht nach Hause gegangen, sondern in die Kneipe. Đó, nghĩa câu nó ngắn lại rõ ràng, ngắn lại và nó rõ ràng, tại vì nó cùng một cái người đó. Viết câu trên cũng đúng, nhưng mà nó dài dòng. Viết câu dưới nó ngắn hơn. Er ist nach Hause gegangen, sondern in die Kneipe. Em, er ist nicht nach Hause gegangen, sondern in die Kneipe. Bỏ bớt được cái chữ er ist gegangen nó. Ich gehe ins Kino oder ich bleibe zu Hause. Ich gehe ins Kino oder ich bleibe zu Hause. Có nghĩa là mình không đi kino thì mình sẽ ở nhà. Ich bleibe zu Hause, ich gehe ins Kino oder ich bleibe zu Hause. Thì cũng là một chữ x với nhau, thằng đó mình bỏ chữ x đi. Ich gehe ins Kino oder bleibe zu Hause. Tức là mình bỏ bớt cái subject x đi. Đó. Khi mình nối, cho nên khi mình nối từ với nhau đó, mình có thể viết câu thành hai câu hay là mình có thể bỏ bớt để cho thành một câu cũng được. Đó là những cái thầy có thể lặp lại. Er ist nicht nach Hause gegangen, sondern er ist in die Kneipe gegangen. Ja? Thì mình viết rút ngắn. Er ist nicht nach Hause gegangen, sondern in die Kneipe. Er hat kein Pizza gegessen, sondern du hast Pizza gegessen. Trong trường hợp này á, thì hai cái subject khác nhau. Một cái là er, còn cái là du. Er hat kein Pizza gegessen, du hast Pizza gegessen. Tức là hắn không ăn pizza mà chính mày, trái lại chính mày là người ăn pizza. Thấy chưa? Cái chữ sondern này á, nó trong tiếng Đức nó nghĩa là trái lại, nhưng mà tiếng Việt mình lại không dùng nó, mình dùng cái chữ khác. Mình dùng để nói hắn ta không ăn pizza mà đũa mà chữ bạn lại là người ăn pizza. Nó khác, cái cách hành văn nó khác. Nhưng mà tiếng Đức nó mạnh bạo hơn. Er hat kein Pizza gegessen, sondern du hast Pizza gegessen. Tức là trái lại. Cái chữ sondern này nó nhấn mạnh lắm. Và trong, nếu mà em hiểu, các em gọi là hiểu đúng một cái tâm hồn của người Đức á, thì cái chữ sondern này nó mạnh bạo và nó rõ ràng lắm. Và nó, tức là tiếng Việt mình nói là trái lại. Là có vẻ là ghê gớm rồi đúng không? Thì đây cũng vậy. Er hat kein Pizza gegessen, sondern du hast Pizza gegessen. Nó Er hat kein Pizza gegessen, sondern du hast Pizza gegessen. Khi mà nói tiếng Đức rồi, họ sẽ nói như vậy. Với ý nghĩa rằng là chính mày là người ăn pizza, chứ không phải là nó. Er hat kein Pizza gegessen, sondern du hast Pizza gegessen. Cái câu văn mà khi mà nói chuyện những người Đức là như vậy. Mình biết cái chỗ nào mình nhấn mạnh, ở chỗ nào mình chứng tỏ.
rõ ràng. You had kein Pizza gegessen, tức là nó không ăn pizza. Sondern du hast Pizza gegessen, chứ mày là cái ăn pizza. Đó. Nói chuyện tiếng Đức mà mình diễn tả được cái tâm hồn mình trong một câu nói thì nó rất là gọi là nhà hòa nhập với người Đức rất là dễ, tại vì họ biết rằng là mình hiểu tiếng Đức đúng thực sự như một người Đức. Đó. Ich habe keine Zeit, tôi không có thời gian. Aber ich kann dir helfen. Ich habe keine Zeit, aber ich kann dir helfen. Dù tôi không có thời gian nhưng tôi vẫn giúp được bạn. Ich habe keine Zeit, aber ich kann dir helfen. Ich bin müde, denn ich habe viel gearbeitet. Tôi mệt vì tôi làm việc nhiều. Đó. Ich habe einen Hund und eine Katze. À, tôi có một chó và một con mèo. Ich möchte du Kaffee oder Tee. Bạn thích uống cà phê hay là tee? Er hat kein Pizza gegessen, sondern Fleisch. Tức là mình bỏ bớt một cái, đáng lẽ là er hat Fleisch gegessen, nhưng mà bỏ bớt cái chữ đó. Er hat kein Pizza, sondern Fleisch. Ich habe keine Zeit, aber du hast Zeit. Bin müde und du bist auch müde. Em thấy cái chữ nối, nó nối lại lên thì cái câu văn nó có vẻ gọi là sáng tỏ thêm nữa. Ich bin müde und du bist auch müde. Nếu bỏ chữ un thì ich bin müde, du bist auch müde. Nghe bình thường á. Ich bin müde, du bist auch müde. Ich bin müde und du bist auch müde. Chữ un này làm cho người ta rõ ràng là mình nối, mình nâng họ lên một nấc. Còn mình không bỏ chữ un thì ich bin müde, du bist auch müde là bình thường. Không bị mưa đó un du bist auch müde đó, chứ un nó nâng cấp của một cái câu văn của mình lên đó. Thì cho nên như đã nói khi đi thi viết đó, các em phải biết dùng các chữ nối này, cái chữ un, chữ den, chữ aber hay chữ sondern. Có một điều các em phải chú ý, khi các em chữ sondern á thì các em đi tới một cái verb à. Nghe không không phải khoan, cái đó tính sau nha. Bây giờ mình tầm mình giúp đỡ bài bài uy bùng. Ich lese die Zeitung, như đó. Und ich trinke Kaffee, also ich lese und trinke Kaffee. Bỏ chữ ich đi, tức là mình nói rằng chữ und. Ich gehe zur Mensa, oder ich habe Hunger. Đương nhiên nó không, Mensa là tiệm ăn, canteen là để ăn uống, mà mình không đi đó thì là mình có hunger rồi. Order den, ich habe hunger, bởi vì tao đói. Gehe zur Mensa, den, chữ den này ha, den. Ich bin nicht zu Hause, den, tức là tôi không có ở nhà. Den, ich habe heute Vorlesung, tức là có một tiết học, bởi vì tôi có một tiết học. Ich trinke Kaffee und Udo bestellt ein Bier. Ich möchte eine Zeitung kaufen, aber ich habe kein Geld. Aber ich habe kein Geld. Tôi muốn mua báo không có tiền, nhưng không có tiền. Ich möchte ins Kino gehen, aber habe keine Zeit. Aber ich trinke Kaffee oder Tee. Đó, thí dụ như vậy. Đó thì các em nên nhớ là thầy lặp lại một lần nữa. Hãy cố gắng sử dụng các Bindungswörter, những cái liên từ. Nó gồm một cái nhóm und, order, sondern, den, und so weiter. Nhiều lắm. Nhưng mà đây chỉ là cái hướng dẫn là các em phải dùng các Bindungswörter trong khi viết văn. Nếu không có không sử dụng được cái đó. Viết cái đó không phải là dễ đâu. Phải động não rất là nhiều. Phải tìm cách xoay câu làm sao cho nó nối lại, nó hợp lý một tí xíu. Thì cái bài văn của các em sẽ được điểm cao. Và như đã nói, các thầy cô họ chuyên đếm bao nhiêu cái chữ Bindungswörter để tính điểm cho các em. Và cũng như vậy, cũng như mọi lần đó là ich danke euch für das Zuschauen des Videos. Bitte vergiss nicht, like, Kommentar zu hinterlassen, weiterleiten an Bekannte und ich wünsche euch viel Spaß. Auf Wiedersehen und tschüss. Mà thực sự nha, rất nhiều video của thầy, nhiều em coi, nhiều em thích. Các em chỉ có chữ like, rất là nhiều người đánh chữ like, nhưng lại thiếu commenta, tức là không không ghi vào trong đó cảm tưởng để cho thầy biết là có những cái gì
yếu điểm thầy chưa có làm được, thầy phải sửa lại. Tại vì bài của thầy nó sẽ còn nhiều lắm, có thể nói là rất là nhiều. Và nhiều người họ nói là những cái bài của thầy á, nó sẽ có giá trị vĩnh viễn, có nghĩa là không bao giờ mất hết, các đời sau, đời cháu, đời đời sau họ vẫn còn đọc. Thì bổn phận là cái bài nó phải càng dễ hiểu, càng ít lỗi lầm, chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên, also, wünsche euch viel Spaß, auf Wiedersehen, tschüss und mach gut, nhé. Tschüss.